Xin kính chào quý ông bà và anh chị em Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe lời Chúa Thứ 6 tuần 28 thường niên Lễ Kính Thánh Luca Tông Độ tác giả sách tin mừng Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gạt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gạt sai thợ ra gạt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép cũng đừng chào hỏi ai dọc đường vào bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói bình an cho nhà này nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó vì làm thợ thì đáng được trả công đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ triều đại thiên chúa đã đến gần các ông kính thưa quý ông bà và anh chị em Mỗi ưu tư hàng đầu của Chúa Giêsu là làm cho tất cả mọi người được đón nhận tin mừng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Điều này được chính Ngài thổ lộ khi nói với các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thờ gạt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gạt sai thợ ra gạt lúa về. Tin mừng hôm nay thuộc lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu sai các môn để ra đi loan báo tin mừng, đem bình an của Chúa đến cho mọi người. Người chỉ thị cho các ông đừng mang theo túi tiền bao bì giày dép. Điều này có ý khuyên họ đừng lo tìm an toàn nơi các phương tiện vật chất trần gian. Đừng để cho những điều này cản trở việc rao giảng tin mừng. Chúa mời gọi họ sống tinh thần nghèo khó và thanh thoát với những dính bén của cải vật chất. Điều Chúa muốn nơi họ là lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thật vậy, sứ mạng loan báo tin mừng là sứ mạng của Chúa Người môn đệ phải ý thức việc mình được Chúa sai đi để tiếp nối sứ mạng Ngài trao phó, để đem tin mừng bình an của Chúa đến với muôn người. Bởi đó, người môn đệ cần sống tinh thần đơn sơ, phó thác và luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người kia tối hữu chúng ta luôn ý thức sứ mạng cao cả khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, đó là loan báo tin mừng ơn cứu độ của Chúa cho mọi người bằng chính đời sống đức tin của mình. Chúa luôn ở bên ta, đồng hành với ta trong hành trình sứ mạng. Cầu xin Chúa cho mọi chúng ta biết cậy trông vào Chúa trung thành với ơn Chúa để sống xứng đáng là người môn đệ của Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ kính thánh Luca. Ngài là tác giả của tin mừng thứ ba và sách công vụ tông đồ. Ngài là một thầy thuốc và là môn đệ của thánh Phaolô. Chúng ta thấy tin mừng theo thánh Luca là tin mừng của niềm vui, tin mừng của người nghèo, của người bị áp bức Đặc biệt tin mừng ngài viết còn được gọi là tin mừng của lòng thương xót bởi thánh sử Luca đã làm nổi bật hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng xót thương qua các dụ ngôn người cha nhân hậu, người đàn bà đánh mất đồng bạc, người mục tử đi tìm con chiên lạc. Hơn nữa thánh Luca còn có công lớn trong việc ghi lại những sinh hoạt của giáo hội sơ khai qua cuốn sách công vụ tông đồ mừng lễ kính thánh Luca hôm nay chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời về người môn đệ của Chúa Kitô chúng ta cùng cầu xin Chúa nhờ lời bầu cử của thánh Luca biết sống trung tín với ơn Chúa và Chúa toàn sứ mạng rao giảng tin mừng mà Chúa đã trao phó bằng chính đời sống chứng tá của mình trong cuộc sống hàng ngày Xin Chúa chúc lành và hướng dẫn đời sống của mỗi chúng ta.